chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phát Ca, hệ thống sửa chữa điện thoại di động hàng đầu Thành phố Hồ Chí Minh. Thì tiếp theo video thay mặt kính và màn hình, hôm nay mình giới thiệu đến các bạn một chiếc điện thoại A5 2017, máy trong tình trạng là bị vỡ mặt kính trước và nắp lưng ở đằng sau. Thì trước khi ép kính mới thì kính viên sẽ test lại chức năng cảm ứng một lần nữa. Và nếu như cảm ứng này ok thì sẽ tiến hành ép kính mới. Còn như trong trường hợp mà test cảm ứng này bị loạn liệt thì phải thay một bộ màn hình mới các bạn nha. Và cái giá để thay mặt kính tại Phát Khe mình có để trên màn hình, các bạn có thể tham khảo. Sau đây là cái quy trình thay thế mặt kính và nắp sau A5 2017 được Bitvin tại Phát Khe thực hiện. Mời các bạn cùng theo dõi. Thank you.
Sau cái quá trình ép kính, thay nắp lưng xong, nhìn chiếc điện thoại rất là đẹp, không khác gì lúc mới mua. Vậy các bạn còn lo nghĩ gì nữa khi đang tìm cho mình một địa chỉ thay mặt kính và màn hình uy tín thì hãy đến với Fastcare ngay nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất nha. Hẹn gặp lại các bạn.